thì cái chùm đá nóng cái vùng gan á, nó có những cái lợi điểm mà bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ tới. Ngay cái trong những trường hợp mà đau khớp gối, rồi đau cổ chân, hay là đau thắt lưng, cột sống thắt lưng chẳng hạn, là mình chỉ chùm đá thôi. Nhưng mà khi mà cái lượng máu mà nó dẫn đi hết các nơi mà nó lưu thông á, thì nó đưa cái hồng cầu đến những cái gối, rồi những cái cổ chân á, và nó làm nó là oxy rồi dinh dưỡng vô đó đầy đủ hết, thì tới một lúc á, là những cái chỗ đó không còn đau nữa. À, cũng như ngày xưa mà tôi đi á, cái đầu gối tôi đau tôi phải đi càng nhắc á. Nhưng mà tôi không có hề mà để cục đá trực tiếp vô cái đầu gối, mà tôi chỉ chồng gan không, mà những cái triệu chứng nó dần nó biến mất hết. Cho nên á, là cái điều đó là cái điều rất lợi cho cái cơ thể mình. Trong cái chùm đá, hai cái điều mà mình thấy rõ nhất là nó cải thiện về mặt thể chất của mình. Cái thứ hai, nó cải thiện về mặt cái tinh thần của mình. Tại vì á, khi mà cái sức nóng mà nó đưa lên trên á, mà nó làm cho mình an thần, nó làm cho mình ngủ ngon. Và trong cái giấc ngủ ngon của mình á, thì nó giúp cho tái cấu trúc lại cái hệ thống thần kinh của mình. Cái điều đó là cái sự kỳ diệu. À, thì mọi người có một cái thời gian chiêm nghiệm rồi mới thấy được. Và tôi cũng mong rằng á, là lần này tôi nói rất là kỹ để chi để mọi người thực hiện cho tốt, rồi năm sau chúng ta gặp lại và chúng ta báo cáo lại những cái kết quả mà trong thời gian qua chúng ta đã thực hiện. À, và mọi người nó chỉ nói cho tôi một câu là tôi nghe vui rồi, tức là bây giờ nhờ hai cục đá mà chúng ta giảm bớt đi cái chuyện mà dùng những cái thuốc mà lạc vặt từ xưa tới nay. Mình giảm bớt nhiều chừng nào thì nó sẽ làm cho tốt cái cơ thể cho chúng ta chừng ấy. Mà trong khi đó mà đã vừa tốt rồi mà sức khỏe chúng ta lại càng tốt hơn. Tôi xin mời tiếp. Một cái tư tưởng rất là tốt. Bởi vì á, mình học xong vậy rồi, mình muốn được phục vụ thì điều đầu tiên mình phải phục vụ trước đã. Dạ, làm cho chồng. Voilà. Savoir donner donc pouvoir recevoir. Giúp cho ông chồng trước, giúp cho con trước. Ha. Rồi sau đó là mới nói em giúp rồi thì bây giờ giúp lại em, thì gia đình vui vẻ. Còn cái anh này á, anh chỉ giúp cho tuyệt vời. Cái này bây giờ là dở lên ngon lành đấy. Cái tay là thích nhất. Chưa có hai tay. Muôn năm. Không, cái tay này thì bình thường. Thầy muôn năm. Quay dần sau rồi. Thầy muôn năm. Nói thế là đúng. Tôi công nhận là hồi hôm kia giơ cái tay chỉ lên cái chút xíu rồi. Dạ. Mà bây giờ giơ tay ngon lành. Chị có biết là tôi thấy chị khỏi bệnh tôi rất là hạnh phúc. Tôi cảm ơn chị đã tích cực kết hợp điều trị với tôi. Từ Việt Nam, bạn bè trên Facebook từ Việt Nam đến cả bên Mỹ vào hết Facebook quả đã hỏi hôm nay chị đỡ nhiều lắm rồi à. Mình trả lời là hôm nay được 70%, ngày thứ ba mình được 70%, còn ngày mai ngày kia 100% nữa. Nhảy năm mươi ba được rồi, chắc cũng nhảy hơn bạn đấy. Thôi đi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.